Tin sáng ngày 15 tháng 1, cựu thị trưởng Nga ngồi tù vì tội nhận hối lộ, đăng ký sang chiến đấu ở Ukraine. Ukraine cảnh báo không kích diện rộng trước mối đe dọa từ máy bay Nga. Nga phá hủy 10 ngôi nhà dân và đường dây điện ở Sumy bằng tên lửa trong đêm. Israel tăng cường tấn công vào làng mạc, thị trấn ở miền nam Lebanon. An ninh Israel bắt giữ 2.650 đối tượng bị truy nã ở Gaza. Thế giới ngạc nhiên trước cuộc bầu cử ở Đài Loan. Suy thoái kinh tế Trung Quốc, các nhà hàng bến Thượng Hải vắng vẻ chưa từng thấy. Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên ra biển vào năm 2024. Sập màu vàng lậu ở Tanzania khiến 22 người thiệt mạng. Quý vị đang theo dõi bản tin sáng ngày 15 tháng 1 của DKN. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị cùng thưởng thức cà phê sạch Buôn Ma Thuột. Cà phê đông minh rang xay mộc, robusta, thơm nồng, đắng đậm, không chua, tạo bọt tốt, Quý vị đặt mua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Truyền thông Nga đưa tin, cựu thị trưởng Nga Vladivostok Oleg Gumenyak, người đang ngồi tù vì tội hối lộ, đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, xin phục vụ quân đội và đã sang chiến đấu ở Ukraine. Nguồn tin cho hay, người ta nhìn thấy một bức ảnh của cựu thị trưởng Gumenyak trong bộ quân phục và được trang bị vũ trang. Trong hình, cựu thị trưởng Gumenyak đứng chung với rất đông các quân nhân khác. Ông Gumenyak giữ chức thị trưởng Vladivostok từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 5 năm 2021. Vào tháng 1 năm 2023, ông bị tòa án kết tội nhận hối lộ với bản án hơn 16 năm tù. Bản án của ông sau đó được giảm xuống còn 12 năm tù. Và giờ đây, cựu quan chức nhận hối lộ này đã được ra khỏi tù bằng cách đăng ký tham gia quân đội Nga và trực tiếp chiến đấu tại Ukraine. Cảnh báo không kích đã được tung ra khắp các tỉnh thành của Ukraine khi có thông tin cho biết Nga có thể sẽ sử dụng máy bay chiến thuật. Nguồn tin được lực lượng không quân Ukraine công bố hôm 14 tháng 1. Vào lúc 6 giờ 57 phút sáng ngày hôm qua, hàng không chiến thuật Nga được biết vẫn đang hoạt động ở khu vực phía Đông Nam. Điều này làm dấy lên lo ngại về các cuộc không kích. Trong khi đó, vào lúc 6 giờ 28 phút sáng, một cảnh báo trên không đã được công bố ở Kyiv và một số tỉnh của Ukraine. Đến 6 giờ 32 phút sáng, các cảnh báo vẫn còn hiệu lực. Bốn tên lửa của Nga đã phá hủy 10 ngôi nhà dân và đường dây điện ở tỉnh Sumy trong đêm. 10 ngôi nhà riêng và đường dây điện đã bị hư hại trong cuộc tấn công xuyên đêm của Nga. Cuộc tấn công này nhằm vào cộng đồng dân cư Velikopias Rias ở tỉnh Sumy, phía đông bắc Ukraine. Nguồn tin cho biết cuộc tấn công này được thực hiện bằng 4 tên lửa S-300. Văn phòng công tố cùng với các cơ quan thực thi pháp luật khác đang ghi nhận lại những hậu quả của vụ tấn công và tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ về hành vi phạm luật chiến tranh. Nga đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine vào sáng sớm ngày 13 tháng 1, Họ sử dụng máy bay không người lái tấn công kết hợp với những loại vũ khí đạn đạo, tên lửa phòng không dẫn đường và tên lửa hành trình được phóng từ sóng máy bay ném bom Tu-95MS trên biển Caspia. Phía Ukraine cũng khai triển máy bay chiến đấu MiG-31K, bắn 6 tên lửa siêu thanh Kinzhal và sau đó một cảnh báo không kích đã được ban bố trên khắp Ukraine. Israel đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các làng và thị trấn ở miền nam Lebanon trong ngày hôm qua. Các nguồn tin thực địa của Lebanon cho biết, pháo binh của Israel nhắm vào các vùng ngoại ô của các làng Haula và Mais al của quốc gia này. Trước đó vào tối thứ Bảy, lực lượng Israel đã bắn hàng chục quả đạn pháo nặng nhắm vào các khu vực rộng lớn ở Kfa Chaula, Habario và Sapa. Israel cũng tăng cường các cuộc tấn công bằng pháo binh mặt đất và các cuộc không kích trên không vào các thị trấn và làng mạc ở miền nam Lebanon. Truyền thông cho biết, các cuộc tấn công từ Israel đã dẫn đến thương vong cho dân thường và khiến hàng trăm gia đình phải rời bỏ nhà cửa. Kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza bắt đầu, lực lượng an ninh Israel đã bắt giữ thành công hơn 2.650 đối tượng bị truy nã trên khắp Judea và Samaria. Khoảng 1.300 người trong số này có liên quan tới tổ chức Hamas. Trong một chiến dịch qua đêm mới nhất, lực lượng phòng vệ Israel, cơ quan an ninh cùng phối hợp với cảnh sát biên giới đã phối hợp bắt giữ 4 đối tượng bị truy nã trên khắp Judea và Samaria. Nhiệm vụ này là một loạt các hành động phân loại, bắt giữ những kẻ tính nghi và các địa điểm những đối tượng này cài chất nổ trong trại tị nạn Noh Ansams nhằm gây tổn hại cho lực lượng Israel. Trong quá trình hoạt động, lực lượng an ninh đã phá hủy nhiều quả bom, bắt giữ thành công thêm nhiều đối tượng đang bị truy nã. Chiến dịch diễn ra thuận lợi và không có thương vong nào được báo cáo trong lực lượng Israel. Cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan năm 2024 được theo dõi chặt chẽ đã thu hút sự chú ý của thế giới. Mặc dù người ta chờ đợi là kết quả bầu cử, nhưng điều làm người ta ngạc nhiên là tính minh bạch trong quy trình kiểm phiếu bầu cử của Đài Loan. Cả ứng cử viên và những nhà quan sát ngoại giới đều ngạc nhiên trước hệ thống bầu cử của hòn đảo này. Những người kiểm phiếu dơ cao các phiếu bầu và đọc to kết quả từng lá phiếu để những người theo dõi được giám sát rõ ràng nhất, chân thực nhất. Một quan chức Hoa Kỳ đăng tải nội dung trên nền tảng X rằng đây là những gì người Đài Loan làm, chúng hoàn toàn minh bạch và hoàn toàn khác với cách của chúng tôi. Các phóng viên nước ngoài theo dõi diễn biến cuộc bỏ phiếu cũng ca ngợi sự minh bạch của Đài Loan trong cuộc bầu cử. Một phóng viên người Đức có tên Cornelius Rickman nói, nền dân chủ của Đài Loan đang hoạt động, mỗi lá phiếu đều được dơ cao để công chúng có thể nhìn thấy, Kết quả trên các lá phiếu được đọc to và lặp lại, những số liệu kiểm phiếu được chiếu lên bảng điện tử để người bên ngoài có thể nhìn thấy. Điều càng khác biệt hơn là bất kỳ ai cũng có thể xem, chụp ảnh hoặc quay video quá trình bầu cử. Và đến khi kiểm phiếu trong thùng xong, những nhân viên bầu cử sẽ cho công chúng thấy thùng phiếu thực sự trống. Lep Nachman, chuyên gia khoa học chính trị Đài Loan cho biết cách làm này giúp đem lại sự minh bạch cho bầu cử Đài Loan và hạn chế được nhiều hơn sự gian lận. Một cựu giáo sư tại trường đảng Trung ương Trung Quốc cũng thừa nhận kết quả bầu cử như vậy rất thuyết phục. Một số cư dân mạng quan tâm cuộc bầu cử thì để lại bình luận rằng Đài Loan là hình mẫu về minh bạch bầu cử. Có rất nhiều bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội bày tỏ sự ngạc nhiên về hệ thống bầu cử của Đài Loan. Một số người nói, dân chủ đòi hỏi sự minh bạch, Đài Loan đã làm rất tốt và phương Tây có thể học hỏi từ họ. Cuộc bầu cử ở Đài Loan yêu cầu cử tri phải bỏ phiếu trực tiếp tại các điểm bỏ phiếu được chỉ định và sử dụng phiếu bầu bằng giấy không có các hình thức như bỏ phiếu vắng mặt, bỏ phiếu sớm, bỏ phiếu ủy quyền hoặc bỏ phiếu điện tử tại Đài Loan. Các lá phiếu được đếm bằng tay và mỗi lá phiếu sẽ được trưng bày để công chúng kiểm tra trước khi kiểm phiếu. Margaret Lewis, giáo sư tại trường luật Đại học City Hall cho biết, hệ thống dựa trên lá phiếu giấy rất khó bị hack vì các lá phiếu được đặt trong thùng phiếu, phiếu bầu sẽ được kiểm vào cuối ngày dưới sự giám sát của công chúng. Giáo sư Lewis nói rằng cách làm này của Đài Loan khiến gia tăng niềm tin từ người dân và ngược lại nhiều khả năng làm giảm niềm tin của người dân vào kết quả bầu cử. Suy thoái kinh tế của Trung Quốc đang diễn ra và mọi thứ có thể được quan sát dễ dàng ở Thượng Hải. Thời báo Đại kỳ Nguyên Tiếng Trung đưa tin về một nhà hàng bình dân ở bến Thượng Hải với mức giá trung bình là 500 nhân dân tệ, khoảng 1,8 triệu đồng, rất vắng khách. Cả nhà hàng chỉ bán được một bàn dành cho những người ăn trưa. Những người trong ngành tài chính cho biết họ không bao giờ ngờ tới tình trạng này lại diễn ra tại Thượng Hải, một trong những trung tâm tài chính của thế giới. Ở bến Thượng Hải có rất nhiều nhà hàng nổi tiếng với mức giá trung bình gần 500 nhân dân tệ mỗi người, rất khó tìm được một nhà hàng hạng sang, nhưng chỉ cách đây vài ngày, theo phản ánh của báo giới, bến Thượng Hải vắng vẻ đến kinh ngạc, các nhà hàng hạng sang vắng người, một nhà hàng có mức giá trung bình, suốt 2 tiếng buổi trưa chỉ có một bàn khách. Các phóng viên nói rằng họ không ngờ một trung tâm tài chính như Thượng Hải lại có ngày hôm nay. Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung về phía biển vào hôm chủ nhật. Đây được cho là lần đầu tiên phóng tên lửa trong năm nay. Động thái này diễn ra sau hai tháng Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm động cơ tên lửa mới, khó bị phát hiện hơn và có khả năng tấn công các mục tiêu xa xôi hơn của Mỹ và trong khu vực. Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên có thể tăng cường các vụ thử tên lửa mang tính khiêu khích như một cách để gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử tại Hàn Quốc sắp diễn ra vào tháng 4 và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2024 tới. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã phát hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo thuộc loại tầm trung từ khu vực thủ đô của Triều Tiên vào chiều hôm qua và tên lửa này đã bay về phía biển phía đông của Triều Tiên. Giới chức Tanzania hôm qua cho biết đã xảy ra một vụ sập mỏ vàng đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng ở miền Bắc nước này. Vụ tai nạn hầm mỏ diễn ra sau những trận mưa lớn tại một mỏ vàng bất hợp pháp quy mô nhỏ. Reuters dẫn lời Simon Simalina, Ủy viên quận Bariadi, một quan chức địa phương, nói rằng vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm tại vùng Simiu sau khi một nhóm người từ 24 đến 38 tuổi bắt đầu việc khai thác mỏ. Mỏ vàng trái phép này đang ở tình trạng hạn chế hoạt động do mưa lớn liên tục. Kính thưa quý vị, bản tin sáng của DKN đến đây là kết thúc. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc. May xin kính chào và hẹn gặp lại